Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mừng game đã tiếp tục quay trở lại với channel RPG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái... Trời ơi, vừa mới vào đang giới thiệu cái thằng nó đứng trước mặt ạ. Ai này, lại còn đưa con chó ra đây làm cái gì? Đây, từ từ để sang bên chỗ này cái đã. Đây, đây, đứng ở đây đi. Đây, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tới với một cái tựa game mà nó khá là độc lạ, bình dương ở trong Roblox. Một trò chơi nó có tên là Family Life. Đây là tựa game mà chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ kiểu tán gái này, tạo gia đình các kiểu này. Ờ thì nói chung là mình biết là cái tựa game này nó hơi độc lạ thật đấy, không biết là có YouTuber nào làm về cái thể loại này không. Nhưng mà hôm nay là mình cũng muốn đổi gió một chút đấy, lâu lâu kiểu làm quả roleplay, tạo gia đình các kiểu trong Roblox anh em hiểu không? Đấy, và vừa mới vào thì có vẻ như là khá là nhiều những thanh niên đực dựa đứng ở bên cạnh. Ờ thôi thôi, tôi không muốn tạo gia đình với mấy cái thanh niên này đâu nhá. Tôi vào đây là tôi phải tìm một cái người nào mà nó xinh đẹp một chút anh em hiểu không? Một phải một cô gái hot girl nào đấy chứ. À không, hai thằng này trông khá là đồ con này. Ui, hai thằng này chắc kiểu vệ sĩ anh em ạ. Được được được, hai thằng này trông chiến quá nhở. Ui, anh bạn này có cả quả băng tay gì này. Đấy ra, anh bạn này chắc hơi sát thủ anh em này. Có vẻ chắc vừa đi chém nhau rồi. Được được được, được đấy, có hai quả vệ sĩ này đi bên cạnh tán gái được hết nước chấm anh em hiểu không? Rồi, và vừa mới vào thì có vẻ như trời tối luôn rồi, quá tuyệt vời. Không biết là tựa game này chúng ta sẽ phải làm gì đây. Ây da, có một cô bạn ở đây. Ui rồi, biến mất luôn rồi. Khá hiểu, khá là khó hiểu, ok. Từ từ, mình nghĩ là mình sẽ phải đi kiếm một cái gì đấy. Đây là chỉnh sửa avatar này. Đây là gì đây? Đây là chọn nghề anh em ạ. Anh em có thể làm cảnh sát này, hoặc là bác sĩ này, hoặc là nói chung là học sinh, thậm chí là cả SWAT luôn các kiểu này đấy. Ồ, mình thử làm tí cảnh sát đi nhờ. Làm tí, ui. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nhập việc vào làm cảnh sát luôn. Ui, một tựa game rất nhập vai anh em ơi. Cảnh sát vừa được vào đã cho súng rồi. Nào, thằng này bò đeo, thằng này bò đeo. Thằng này bò đeo vớ bản à. Thôi cảnh sát này hơi bất ổn tí anh em ạ. Đấy, mà thậm chí là mình xin việc vào làm cảnh sát, có cả một môi trường để chúng ta làm việc luôn. Quá đẳng cấp. Ok, và chúng ta cũng có nhà riêng luôn nha anh em. Ui, vừa vào đã được chọn nhà biệt thự các kiểu rồi à. Ngon. Ok, ui rồi ôi. Vâng anh em nhá, đây là nhà của mình và mình có thể sơn màu đổi màu này. Ấy da, tựa game này nói chung là anh em nói chung là vào đây cứ phải gọi là thích làm gì thì làm anh em ơi. Đấy, sơn màu xong ghi bảng tên này, trang trí nhà cửa các kiểu đâu, thử vào nhà xem nào. Nhà đẹp, nhà đẹp. Thế còn xe hơi thì sao? Wow, chúng ta phải làm một quả xe gì đấy cảnh sát một chút nhỉ, bởi vì chúng ta làm cảnh sát mà. Đấy rồi. Ui, được quá, được quá. Thế này thì thành phố có thằng nào bố láo là xiên nó luôn chứ còn cái gì. Úi dồi ôi. Mà quên, mình vào đây là mình phải kiếm bạn gái mới đúng chứ. Ờ sao lại tự nhiên vào làm cảnh sát là sao? Từ từ, phải đổi sang cái gì nó dễ tán gái đi anh em ơi. Rồi bác sĩ à, học sinh à, từ từ. Có cái gì, ủi người có cả lái taxi này, xong đầu bếp các kiểu, với gamer à. Ấy da, có cả gamer anh em ơi. Đâu thử làm bác sĩ thử xem nào. Ai da, đây là bệnh viện. Đây, mình có thể đổi sang thành làm bác sĩ này anh em này. Đó, giấy bút các kiểu đầy đủ. Ôi giời, sao vẫn giữ khẩu súng của cảnh sát này. Thằng này bố lão. Mấy cái trưởng làm, chuyển sang làm bác sĩ vẫn giữ quả súng này anh em ạ. Ui, nó có xoay chuyển các kiểu. Game rất thân thực anh em nha. Đây, thậm chí bác sĩ có thể bế em bé này. Ui chồng này, bế quả em bé sao lại bế kiểu này ta. Ok, sao anh bạn kia làm sao? Có vào đây khám bệnh hay gì không? Rồi đã rồi. Từ từ, mình phải đi kiếm một cô bạn gái nào để tạo gia đình thôi anh em ơi. Bởi vì game này là Family Life mà, chúng ta phải đi kiếm gia đình anh em nhá. Phải tạo gia đình trong game này nó mới là đúng chất của game. Đấy. Ôi giời, thằng này chắc ông bố đơn thân anh em ạ. Đấy, bế con các kiểu ra đường này trông khổ chưa. Đấy là lý do chúng ta nên có một bà vợ anh. What the hell? Nào, sao lại bế tôi là sao anh bạn? Tôi là bác sĩ, đừng có vớ vẩn anh bạn nhá. Wow, thì ra chúng ta có thể cõng nhau các kiểu à. À, ok. Nhưng mà có vẻ như chả có cô bạn. À đây, 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 đây. Ô ngon. Cho cõng ngay. Cõng luôn, cõng luôn. Nào, nào, cô bạn ơi, lên đây, lên đây. Tôi có một bờ vai vững chãi. Nào, cô bạn lên đây. Hay là bế, hay thích bế. Ôi dồi, ôi, 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 cái gì đây? Ôi dồi, ôi dồi. Sao lại thay đồ ngoài đường là sao hả cô bạn? Ôi dồi, cô bạn này thế thì chết, thế thì chết. Không được, không được, không được. Không được, ôi dồi, ngất. Cười à, cười. Khóc à, khóc, vãi cả trường. Có rất là nhiều biểu cảm anh em ơi. What the hell, cái này gì đây, đau tim đột quỵ à.
Mà sao lại ôm ngực này? Rồi chống đẩy đấy. Cô bạn thấy nào, tôi khỏe chưa? Khỏe chứ còn cái gì nữa. Úi giời ơi này. Nhưng mặc bộ đồ bác sĩ thế này không ổn anh em ơi. Đấy, đổi sang quả áo nào nó đẹp dai chất chơi tí đi. Đấy, làm quả áo này đi, cho nó hiền hiền tí anh em ạ. Đấy. Đấy, đổi sang tí bộ quần áo nào trông nó đẹp dai, nó tử tế một tí đi. Ui rồi, bộ quần áo này trông hơi fuck boy nhỉ. Từ từ cho quả áo khoác xem nào. Có quả áo gì đây? Ui giời ơi, thư sinh, thư sinh. Đấy, nó phải như thế này, đấy. Ủa, mà sao mình lại ở đây ta? Đây, đang đứng ngoài kia mà. Đây rồi, đây rồi. Đây, phóng quả xe nào đấy, nó xịn xịn tí, gái nó mới theo anh em hiểu không? Rồi, làm quả xe này này. Ui giời ơi, trông như cái xe taxi vậy, nhưng mà không sao. Rồi, cô em kia đâu rồi? Anh đón đi chơi em gái ơi. Đây, 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 đây. Nào, lên xe. Lên xe đây, đứng đây làm cái gì? Ui giời, cõng nào. Hay thích trèo lên đầu. Ui giời, cái con này nó đứng im anh em ạ. Game kiểu gì chả hiểu. Game này tự nhiên lại vào đây, tự nhiên lại thành quê mùa anh em ơi. Không hiểu kiểu gì. Thôi đi kiếm cô bạn khác đi. Ủa đây là trẻ con à? Ủa đây là trẻ con anh em ạ. Vâng, đang thả diều ạ. Có ai cả trưởng thật. Đây, chúng ta có thể nhận nuôi em bé các kiểu anh em nhá. Ui rồi, sao em bé nào lớn này? Ui, thằng nào lại còn thả chó vào trong này thế này? Ui, chó lại ỉa bậy trong này. Chó thằng nào đây? Thằng nào nuôi đây? Ui giời ơi. Đấy, thế giới này khá là loạn. Ui, lại thêm mấy thanh niên là phóng xe lên vỉa hè đấy. À quên quên, vệ sĩ của mình, vệ sĩ của mình. Vâng. Rất nhiều vệ sĩ nhưng mà không có cô em gái nào cả. Ui 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 ui. Đây có phải là con gái không đây? Thanh niên này là con gái à? Đây quả tóc con gái này chứ có gì. Ui giời ơi, thôi cô em này thôi anh em nhá. Đây đây, chúng ta phải đây làm quen mấy cô em này này. Đấy. Nào ngồi lên đầu đi, ngồi lên đầu đi. Chứ đứng yên là sao? Này này, mấy thằng này tránh ra nhá. Mấy cái thằng này vỡ vẩn. Game này hình như có mỗi toàn trai chơi anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Có lẽ là tựa game này chúng ta không vào đây để chúng ta làm family life được rồi. Thế này thì không đúng với tên game rồi. Thôi đi biển chơi đấy. Ủa, một server có bao nhiêu người mà sao ít người ấy ta? Trời sáng rồi, hiện tại đang là 6 giờ. Chúng ta sẽ đi biển chơi một chút. Ai làm thằng nào solo bóng chuyền không nhỉ? Làm tí bóng chuyền không nhỉ anh bạn nhỉ? Uầy, cái này chơi được thật nha. Nào nào, một thằng đứng bên kia, một thằng đứng bên kia. Sang bên kia, sang bên kia. Sang bên kia, thằng này. Đây, đây, đây. Đây, đây, sang này, sang đó. Này, chuyền này, chuyền này. Chuyền này. Nào, chuyền thằng này, chuyền thằng này. Úi dồi ôi. Chuyền phát này. Úi dồi. Bóng chuyền này hơi... Úi dồi, chuyền. Ui, tính ra mình đá luôn hay sao ấy anh em ạ? Chuyền luôn. Đấy. Chuyền đây, chuyền đây, chuyền đây. Đúng rồi. Chuyền lại sang này. Đấy. Khá là vui. Ok, chúng ta sẽ phóng xe đi chơi chỗ khác đi. Ui, có cả xe lăn luôn cơ mà. Có cả xe lăn luôn cơ mà. Ôi, chúng ta có cả xe gì đây? Không có xe nào siêu xe à? Cho quả Lambo thế nào? Chắc là xe loại xe này chắc là xịn nhất này. Lên. Nào nào. Ủa, mấy thanh niên này đông quá. Ui, có thằng còn chơi cả xe cứu hỏa. Từ từ ra đường, ra đường, ra đường, ra đường. Đấy, nói chung game này anh em vào anh em kết bạn làm bạn bốn phương có khi cũng vui. Ui, quả xe này, quả xe gì đây? Wow. Quả xe này xịn nha. Quả xe này mới là xịn này. Đó. Úi xời ơi. Chúng ta sẽ đi lên khu trên này xem có cái gì không. Hello. Trên này là trường học hay gì đây? À, trên này là nhà anh em ạ. Ui, nhà bạn nào xinh thế, nhà bạn nào đẹp thế. Trên này là khu kiểu bãi đất, kiểu nhà cửa các thứ nha. Và chúng ta có cả sân bay này. Sân bay đi được đâu không nhỉ? Nói chung map này nó cũng không rộng lắm đâu, nhưng mà khá là đẹp, khá là vui. Đấy. Rồi. Có vẻ như là xung quanh không có cô bạn gái nào rồi, quá là buồn. Oh, siêu xe đây rồi, Rolls Royce. Ui, bộ outfit vàng luôn nha. Rồi, bỏ robot thì thôi. Bỏ robot nó lại còn quảng cáo cả thảm bay anh em ạ. Vâng. Vậy là bỏ ra đống Robux đấy, chúng ta sẽ mua được siêu xe Rolls Royce. Đây, xe rất xịn. Để vào trong này xem nào. Sao trong này chắc là khu người giàu đây nhỉ. Hello. Ui giời ơi, cái gì đây? Khu người giàu kiểu gì thành cái siêu thị này. À, vậy là mình có thể mua đồ ăn ở đây anh em ơi. Ồ, hay phết, hay phết. Làm thế nào để có thú nuôi ta? Mình muốn có thú nuôi kiểu gì ta? Đây, thú nuôi đây này. Ôi ôi, cái này là biến thành thú nuôi luôn anh em ạ. Vãi trưởng thật. Và mình đã biến thành một con mèo. Thậm chí là chúng ta có thể đi đáy bậy được luôn. Ôi rồi. Đáy ỉa bậy.
Đấy, mấy thanh niên. Mấy thanh niên này, mấy thanh niên thích theo đúng không? Đấy, chúng ta làm gì đây? Ngồi đây. Đấy, game này hóa thành động vật. Ảo thật. Rồi, nhưng mà có vẻ không có cô bạn gái nào ở xung quanh rồi. Ok, có lẽ video ngày hôm nay chúng ta vui vui thế thôi nha anh em. Mà nếu mọi người thích cái video này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nha. Lâu lâu thì chơi mấy cái thể loại kiểu này tí cho nó vui anh em hiểu không? Ô, một cô gái. Ồ.